Thưa các bạn, Tử Vi Việt Nam hôm nay xin luận giải cho lá số mã số 015 là nam, sinh vào ngày 12 tháng 2 năm Bính Thìn, sinh vào giờ Quý Sửu. Thưa các bạn, sinh vào năm Bính Thìn thì bản mệnh là sa trung thổ và cục của đương số là mộc tam cục. Mệnh chủ là liêm trinh, thân chủ là văn xương và tuổi của đương số là nam. Và cung mệnh của đương số đóng vào cung dương mộc, cung này là cung dần đấy, được gọi là âm dương thuận lý. Và bản mệnh là cục, bản mệnh là sa trung thổ và cục là mộc tam cục, thì thổ và mộc khác nhau nên cục khắc bản mệnh, thì đương số này có một cái lá số tử vi là cục khắc bản mệnh. Cuộc sống cũng không được yên ả lắm, đầu óc lúc nào cũng phải suy nghĩ. Thưa các bạn, đây là lá số của sao cung mệnh của hai sao Thái Dương Cự Môn đóng đồng cung tại cung dần và có tròm mã khốc khách nằm tại mệnh. Đây là một người rất tài năng, có khả năng ăn nói thuyết phục rất giỏi, là một người có trí tuệ hơn người. Tính cách của anh là một người sống và rất cách biết cách quan tâm đến người khác. Anh có một lá số có cung mệnh, có đại hao và có song hao tại mệnh. Thế thì tất cả các lá số tử vi các bạn để ý, nếu mà song hao tại mệnh, đây đại hao tại mệnh này, tiểu hao nằm cung thiên di, thì là người khó giữ được tiền. Đó, kiếm được tiền rất dễ nhưng không giữ được tiền nhiều, bởi vì song hao không gặp tuần triệt tại mệnh ngăn cản lại. Nếu như không có biện pháp về về phong thủy để hóa giải, hoặc là dùng cách tích lũy điền trạch, thì ra đương số sẽ không giữ được tiền. Mệnh song hao là không giữ được tiền mặt. Chúng ta xem cung thứ nhất là cung mệnh, cung thứ hai là cung thân. Thế thì cung thân của đương số cũng tương đối đẹp, có sao thiên lương cơ miếu địa, thiên lương miếu địa, nhưng bởi vì gặp triệt. Và những người nam mà triệt thân và cung phúc đức mà bị triệt thì là theo tử vi Việt Nam thì đây là những người mà không được sự kết nối và độ của người âm trong dòng họ. Đấy, thì cái việc này thì sẽ chứng minh rất là dễ dàng bằng cách là mời gia tiên của họ của anh ta lên, và khi trao đổi thì các cụ sẽ không có cách để giúp đỡ anh, vì chỉ đi theo được thôi, nhưng mà bị một cái năng lực khác, bị một cái sự ngăn cản nào đấy mà không giúp cho anh may mắn được trong đường công danh sự nghiệp. Và anh này là mệnh tốt nhưng cung thân và cung phúc đức thì mới gặp triệt. Và sao triệt này về nguyên lý của tử vi thì nó sau năm 33 tuổi thì sao triệt này sẽ tắt đi. Nhưng trong thực tế, thưa các bạn, nhiều lần tôi kiểm chứng thì sao triệt không tắt hẳn, mà có những năm họa thì sao triệt nó vẫn xuất hiện và nó sẽ làm cho sôi hỏng bỏng không cả một năm. Anh có cùng phu thê gặp tuần thiên đồng thái âm. Bản thân sao thiên đồng thái âm không đóng đồng cung mà gặp cung phu thê đã là một người đàn ông dễ có cái xung khắc với vợ rồi. Đường này lại gặp một sao tuần đóng rồi gặp địa kiếp nằm tại cung vợ, âm sát là nằm tại cung vợ, thì đây là một lá số mà sẽ hai vợ chồng sẽ lớp lúc hợp lúc xung. Và cái sao đào hoa của anh nằm cung tật ách, đi với tròm linh tinh hóa kỵ gặp sao thai, vậy đến những cái đại hạn, đại vận và tiểu vận rơi vào cái cung này thì anh sẽ dễ có cái quan hệ ngoài luồng, khiến cho cuộc sống gia đình sẽ rất trục trặc. Và sao tuần mà đóng cung phu thê thì việc vợ chồng bỏ nhau cũng không dễ, nhưng cái việc cái tình cảm sẽ có lúc còn lúc không, lúc còn lúc mất, cũng khiến cho gia đạo dễ bị lung lay. Luận tiếp về cung con, xem lá số tử vi này các bạn sẽ phán đoán xem cung con như thế này thì anh có hai dòng con không nhé.
Thứ nhất là cung con có sao Thiên Phủ. Sao Thiên Phủ là sao âm đóng cung âm. Thế thì đây là người dễ có hai người con gái. Đó, dễ là có con gái nhiều hơn số con trai. Đấy là việc thứ nhất. Việc tiếp theo là sao Phục Binh nằm từ cung Phụ Mẫu chiếu vào cung con. Mọi người nhớ là Phục Binh mà nằm hoặc chiếu vào cung con, Phục Binh là ngoài luồng nhé. Phục Binh là một kẻ thứ ba ấy, kẻ rình rập. Đấy, chiếu vào cung con. Thế thì sao Phục Binh chiếu vào cung con cũng là một cái sao có khả năng có con bên ngoài. Và chúng ta phải luận tiếp các cung nữa thì chúng ta khẳng định. Tiếp theo là có cái sao Cô Thần Kiếp Sát Thiên Không nằm ở cung Điền Trạch chiếu vào cung Tử Tức. Đó, cái chòm đấy cũng là chòm rất xấu. Và có chòm Ân Quang Thiên Quý nằm cung Nô Bộc chiếu vào cung Tử Tức. Ân Quang Thiên Quý chiếu cung Tử Tức cũng dễ có con khác họ. Đó. Và cung Tử Tức của anh ấy nằm tại cung cung Hợi, cung Hợi, và cứ đến ví dụ như là tuổi đại vận từ 23 trở ra thì có 23, 24, 20, 23, 24, 25, 26, 27, năm 27 tuổi thì anh lại rơi vào cung cung con này. Tiếp tục chưa hết, đến năm 34 lại rơi vào cung con, 36 lại rơi vào cung con tiếp. Đấy, thế cuộc đời của anh ấy cứ cung con này được chạy qua rất là nhiều. Tiếp nữa là 43, 45 tuổi lại rơi vào cung con, có nghĩa là 4 năm nữa anh lại tiếp tục lại rơi vào cung con. Thế thì theo luận đoán của tử vi Việt Nam ấy, mỗi lần tiểu vận nó chạy qua cung con, chưa nói đến đại vận có thai hoặc sao mộng dục hay không, mỗi lần tiểu vận nó chạy qua cung con thì rất dễ có con, có dễ có thêm con, và đương số này vẫn còn cơ hội có thêm con nữa. Đó. Và theo khẳng định của tử vi Việt Nam thì đương số này rất dễ có con thêm một dòng con khác. Rồi, chúng ta xét tới cung Điền Trạch về phong thủy của nhà đương số. Đây, cung Phượng Trạch có sao Cô Thần Kiếp Sát Thiên Không nằm ở cung Điền Trạch, gặp sao Triệt và gặp sao Mệnh. Đó, và một cái chòm nữa là Hóa Kỵ Linh Tinh đóng từ cung Tân Ách chiếu sang cung Điền Trạch. Thì các bạn biết rằng là cung Điền Trạch nó tam hợp với cung Tân Ách ấy, là ý nghĩa của môn tử vi là gì? Cái bệnh tật cũng do đất cát mà ra, là do phong thủy tại đất nên mà ra. Người nào mà vô phúc ở phải một ngôi nhà có cốt người Trung Quốc hoặc là người nước ngoài thì sự công phá là kinh khủng khiếp, hoặc là ở vào một cái nung đất mà rất nhiều các vong linh mà chết một cách bất đắc kỳ tử thì cũng sẽ kinh khủng luôn. Và tử vi Việt Nam đã giải cho rất nhiều những gia đình mà ở trên đất có cốt người Trung Quốc, có cốt người Việt Nam, có vong chết đuối, rồi có vong linh chết tai nạn, rồi chết đột tử ở những cái ngôi nhà đấy. Và sau khi hóa giải xong thì sức khỏe của gia đình họ tăng lên đáng kể. Và có những gia đình là bị bệnh ung thư rồi nhưng khi hóa giải được cốt ở dưới đất thì khỏi, hoặc là bị bệnh xương khớp đấy thì sau khi hóa giải rồi thì cũng khỏi bệnh. Và có những gia đình, tôi không tiện nói ở đây nhưng cũng có trên YouTube đấy ạ, tử vi Việt Nam đã đến và kiểm tra khi người ta sắp chết rồi, nên là có một người phụ nữ trong gia đình sắp chết bởi vì tăng huyết áp liên tục, và khi mà gọi hồn cái vong linh ở cái đất đấy lên thì đấy là một vong linh chết đuối ở đấy, và sau khi hóa giải đi thì cái bà chủ nhà lại có một sức khỏe bình thường và không còn bị tăng huyết áp nữa và không bị chết nữa. Đấy, thế thì cung Điền Trạch của anh là tại sao cung Điền Trạch lại tam hợp với cung Tân Ách, và cung Điền Trạch cũng tam hợp với cung huynh đệ, bởi vì cung huynh đệ với cung Điền Trạch cũng có sự liên quan đến nhau. Thường thì trong một gia đình sau khi mà bố mẹ sinh ra lớn lên thì chúng ta sẽ phân chia tài sản, và tình cảm giữa các anh em ruột với nhau nó phụ thuộc vào rất nhiều cung Điền Trạch. Nếu chia không đều đặn, nếu chia không đúng thì sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn, anh em không hòa hợp. Và đây cũng một lá số mà tuần đóng cung huynh đệ, mặc dù cung huynh đệ rất sáng nên là anh em cũng không nhờ được nhau bao nhiêu.
lá số này anh em ruột cũng không được nhờ nhau nhiều. Và lại có thêm cái chòm quả tú nữa, cô thần quả tú chiếu vào cung Điền Trạch nữa, thì khẳng định đất của anh rất nhiều âm phá. Và trong lá số tử vi này thì từ 33 tuổi trở ra, đáng lẽ anh hết sao triệt thì anh sẽ rất tốt, nhưng anh vẫn bị trục trặc vì lý do đại vận của anh ấy, là cung 33 trở ra nó nằm vào cung Điền Trạch 33 đến năm 42. Nếu anh mà không hóa giải được cung Điền Trạch thì từ giờ, năm nay anh 41 tuổi rồi, 2 năm tới 42 và 43 anh cũng sẽ không thành công. Là 43 nó còn nguy hiểm hơn là có tròn sao tăng môn cơ. Đấy, theo lý thuyết thì thưa các bạn, những người mà có tròn mã khốc khách tại mệnh mà có sao tại dương ở đây, tôi cũng đã từng có nhân duyên để xem tử vi cho những người có mã khốc khách tại mệnh, và hay nói vui là mã khốc khích, là những người rất là giàu có. Và có những người có những dòng tài sản khoảng tầm 500 tỷ hoặc là vài trăm triệu đô, nếu mà cái bản mệnh có mã khốc khách tại mệnh nằm ở cung dần này. Vì sao thiên mã đóng tại cung dần thì nó sẽ đắc địa. Và nhưng lá số này thì mệnh của anh là bản mệnh là sa trung thổ, mà thiên mã lại đóng cung mộc, vì mộc khắc thổ nên là anh cũng mặc dù có tròn mã khốc khách tại mệnh nên là cũng không phải là người dễ dàng giàu có, lại gặp tròn đại hao nằm tại cung mệnh nữa, nên là anh là người kiếm tiền rất giỏi, đã từng rất giàu, nhưng anh sẽ mất và anh sẽ phá sản. Và đây là lá số của những người nếu như không hiểu cách cải mệnh, không hiểu về tâm linh thì sẽ sớm cứ thăng trầm, kiếm được tiền rồi lại trắng tay, kiếm được tiền rồi lại trắng tay. Và nếu muốn hóa giải được lá số này để có một cuộc sống tốt hơn thì anh nên quan tâm đến cung phu thê, bởi vì cung phu thê của anh bao giờ cũng chiếu vào cung quan lộc. Nếu vợ là người giúp đỡ, là người hỗ trợ trong cung quan lộc của mình thì sao hóa lộc tại cung phu thê của anh, đây sao làm ăn đấy ạ, sao hóa lộc cung phu thê của anh nó mới phát tốt được. Và anh nên quan tâm đến việc nhờ vợ ủng hộ và giúp đỡ thêm trong công việc, và hai vợ chồng sớm hóa giải tình cảm với nhau. Nếu có nhân duyên bên ngoài thì cũng âu là số phận, nên bỏ qua và tiến tới một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin chúc gia đình đương số anh chị có một cuộc sống hạnh phúc. Và tiếp theo tôi sẽ luận thêm cho đương số về tương lai của những năm sắp tới một chút, để có một cái kế hoạch để làm ăn sắp tới. Thì năm nay đương số cung đại tiểu vận của đương số rơi vào cung Thìn, cung này là có sao Hóa Quyền gặp triệt nằm ở cung Phúc Đức đó. Thế thì nếu như đương số này muốn cải vận mệnh thì cung thân của đương số phải hóa cải, mà thân mà cư Phúc Đức thì phải xem Phúc Đức chính là âm phần, chính là mồ mả tổ tiên, chính là linh hồn của tổ tiên của mình, thì nên kiểm tra xem các cụ gia tiên nhà anh có tốt không. Nếu mà tốt thì cung thân của anh tốt, mà nếu mà xấu thì cung thân của anh xấu. Thân chính là khả năng hành động, anh là người tư duy rất tốt bởi vì cung mệnh tốt. Hai cái cung mệnh là Thái Dương cự môn tại ngọ, là người ta trong lá số tử vi là nói rằng là có ba đời giàu cơ. Đấy. Nhật cự nhật đồng cung tại cung dần thì ba đời giàu có, và không lý do gì anh có thể nghèo được. Nếu mà đang trục trặc, đang khó khăn thì anh nên quan tâm ngay đến cung Phúc Đức, vì anh là thân cư Phúc Đức. Giống như các lá số trước thì tử vi Việt Nam luôn nói rằng những người mà có mệnh có sao thân cư Phúc Đức là sinh nhờ giờ Sửu ấy, thì là những người mà có một nhiệm vụ sinh ra và có một nhiệm vụ độ cho dòng họ, nhất là độ phần âm để cho họ mạnh hơn, để hóa giải cho các cụ gia tiên được siêu thoát hết, rồi không có ai bị tù ngục, và người đấy cũng sẽ sớm thành công. Và về sau này, sao chủ mệnh của anh là Liêm Trinh, nửa đời đầu thì cặm cụi kiếm tiền nóng tính rồi thu vén, nhưng thân chủ của anh là Văn Xương, nên nửa đời sau của anh có sao Văn Xương là sống một cách nghệ sĩ nghệ thuật, nên anh cũng sẽ an nhàn, bởi vì cùng sao Văn Xương là sao an nhàn nghệ sĩ và không phải quan tâm nhiều đến vật chất. Chắc chắn anh sẽ hóa giải được cung Phúc Đức trong một vài tháng tới, nhất là tháng 8 hoặc tháng 9 năm này. Và Tử Vi Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ gia đình anh, để cho gia đình anh giao lưu với gia tiên để xem cụ thể việc gia đình anh ra sao.
xin luận thêm cho anh trong những tháng của năm nay. Thứ nhất, bây giờ của anh đang rơi vào tháng 7 âm, tháng của cung Thiên Di, sao Thiên Di, và tháng anh sẽ phải dịch chuyển nhiều, đi lại nhiều và chi tiêu nhưng không lớn lắm, có sao tiểu hao. Đó, tháng đi lại nhiều và có chòm sao tuyệt đóng cung Thiên Di thì anh cũng sẽ chấm dứt và sẽ từ biệt một số các công việc mà anh đã tham gia để chuyển sang công việc mới. Việc thứ hai là anh vào tháng 8 anh rơi vào cái chòm liêm trinh phá quân hãm địa, thì anh cẩn thận bởi vì rơi vào chòm này rất dễ bị tai nạn ô tô, tai nạn xe máy và tai nạn về chuyện tình duyên và đào hoa nữa, nên mong anh cẩn thận. Vào tháng 8 này là tháng rất hạn, rất xấu của anh. Tháng 9 âm là tháng mà rơi vào cung tài bạch, thì tiền tài của anh có sự dịch chuyển, và vì có sao địa không thiên hình nằm ở đây nên chắc chắn anh sẽ bị đòi nợ hoặc là siết nợ hoặc là kiện tụng một việc gì đấy trong tiền bạc, và anh nên dứt khoát nó để chuyển sang một cái đại vận mới cho nó tốt hơn. Tháng 10 âm là tháng rất tốt của anh. Tháng 10 âm là tháng anh có lộc vì có sao tròm thiên phủ nên là có lộc, và có nhiều người, và nhớ là tháng của Hồng Loan thì cũng có rất nhiều người quan tâm đến việc tình duyên với anh, nên anh đề phòng cẩn thận không là bị vợ ghen. Tháng 11 âm là tháng lo cho vợ một việc gì đấy, và có thể là vợ có những tin vui dành cho anh. Và tháng 11 âm có sao hóa lộc nằm cung vợ, cũng là tháng mà anh có thể bắt tay vào làm việc một cái công việc mới, có một phương án kiếm tiền mới cho phù hợp. Tháng 12 âm là tháng rơi vào cung huynh đệ, có sao vũ tham đồng hành nhưng gặp sao tuần đóng, thì tháng mà anh sẽ làm việc gì cũng hơi trắc trở, sau đấy mới thành công, nhưng cũng là tháng có sự chuyển biến lớn vì nó rơi vào chòm sát phá lang, nó sẽ là tiền đề để sang năm anh rơi vào 42 tuổi và rơi vào tiểu vận là cung điền trạch có tử vi thất sát gặp triệt. Nhưng nếu anh hóa giải được năm tới, anh hóa giải được cung điền trạch của anh rồi thì anh sẽ rất lộc vào năm tới. Việc kinh doanh của vợ chồng anh vào năm 2017 sẽ rất thành công nhờ cái chòm tử vi thất sát gặp lộc tồn tà phù hữu bật hóa khoa chiếu vào, rồi chòm thiên phủ cầm cung tử tức chiếu vào cung điền trạch của anh vào sáng năm. Và sẽ có những sự hoạch phát lớn bởi vì rơi vào chòm tử vi thất sát thì có những cái tin vui bất ngờ, những sự thành công lớn. Rất mong anh kiên trì và tìm cho mình một con đường kinh doanh tốt đối với bản thân anh. Anh là mệnh thổ khắc mộc, nên là khi kinh doanh cái gì đấy các anh cũng phải nên nhớ chọn ngành nghề phù hợp. Và trong cung quan lộc của anh có một cái chòm sao gọi là lực sĩ gặp kình dương, thế thì cái chòm này là cái chòm làm nhiều nhưng mà ít được ghi nhận. Đó, cái chòm làm nhiều nhưng ít được ghi nhận, lực sĩ gặp kình dương, làm thì nhiều nhưng ít được ghi nhận công việc của mình, nên anh cũng phải biết cách ủy quyền bớt cái công việc của mình cho người khác gánh vác, dành cái thời gian đấy mà nghiên cứu rồi tìm những cái đường hướng tốt để sắp tới phát triển các công việc trong tương lai của anh. Và anh cũng là một người rất tài giỏi bởi vì anh có chòm sao thiên tài đóng vào cung quan lộc chiếu vào cung mệnh, anh cũng thuộc dạng xuất sắc. Và cái quan trọng nhất là anh phải biết vận của mình năm nào tốt, năm nào không tốt để mà làm việc. Năm nào mà tốt ấy thì anh nên làm mạnh, làm nhiều, có thể vay tiền để đầu tư, dùng đòn bẩy kinh tế để đạt được hiệu quả tài chính cao hơn. Nhưng năm xấu thì mong anh phải nhớ rằng là mình phải làm nhiều việc công đức đấy, từ thiện, để mong hóa giải được những cái tai họa xấu của mình. Thế thì cũng nói thêm với anh là tai họa mà mình gặp hoặc là những cái việc may mắn mình gặp ở trong cuộc đời này, nó không phải lý do tại cái cõi này, tại kiếp này có thể lý giải được, vì con người của chúng ta là sống có luân hồi kiếp, có những cái nghiệp nó phải chịu quả báo rồi từ vô lượng kiếp, và đến cái lúc đấy chúng ta sẽ bị đấy. Thế thì ứng xử với những tình huống đấy thì chúng ta chỉ có cách duy nhất là đức năng thắng số, năng làm việc đức
để nó giảm tội, nó nhẹ tội, rồi nó nhẹ những cái tai họa của mình đi. Cung của anh là cung tài bạch. Cung tài bạch của anh có một cái chòm sao thiên hình địa không. Đó, chòm sao thiên hình địa không và đại hao nằm cung mệnh chiếu lên thì anh là người phải phá sản ít nhất một lần rồi anh mới đứng dậy và vững mạnh được. Và nếu như trong đời anh đang rơi vào chòm quan phủ thái tuế năm nay á đấy, và gặp cái địa không và sao thiên hình này chiếu lên ở cung Phúc Đức mà anh có gặp trục trặc thì anh cũng đừng buồn, bởi vì năm nay là năm anh có cả địa không này, tam cung tài bạch chiếu lên này, địa kiếp nằm cung phu thê chiếu vào này, rồi sao tiểu hao quan phủ chiếu vào năm nay, nên là năm nay là năm anh dễ trục trặc về mặt pháp luật, dễ phải tranh tụng tranh kiện đó. Thế thì năm rơi vào sao thái tuế cũng không là dễ, hoặc là mất người hoặc là mất tiền đó, và rất là nặng. Nên mong anh, nhất là tháng 8 âm lịch này là tháng siêu hạn của anh, nhớ cẩn thận đề phòng, và từ giờ đến cuối năm tu tập tốt để có một năm 2017 rực rỡ, làm ăn và thu được lại rất nhiều tiền, giúp gia đình anh củng cố được mọi việc. Chúc anh và gia đình anh sớm có những tin vui, và Tử Vi Việt Nam đã hứa rồi sẽ giúp gia đình anh giao tiếp với gia tiên của anh để xem cung phúc đức của anh thế nào, đấy, các cụ có tốt không để cải mệnh. Nếu như phát hiện được những gia tiên mà đang bị tù ngục thì các thầy sẽ hóa giải và xin với Đức Phật giúp cho gia tiên nhà anh được ra ngục để độ cho con cháu. Nếu mà có vong linh nào đấy, ví dụ như bé đỏ mà mình sinh ra lỡ mà phá thai hoặc là sảy nạo mà chưa siêu thoát, thì cũng phải siêu thoát cho họ để họ về sớm được tái kiếp để làm người, không bấu víu vào người trần gian nữa. Xin chào anh và chúc anh sớm thành công. Tử Vi Việt Nam cũng xin chào tất cả các bạn đã chăm chú lắng nghe cách luận giải của Tử Vi Việt Nam cho đương số nam có sao thủ mệnh là Thái Dương Cự Môn cải mệnh nằm tại cung Dần, và có chòm sao Mã Khốc Khách. Chòm sao Mã Khốc Khách là chòm sao nổi tiếng, ai mà có chòm sao này tại mệnh là rất nổi tiếng và dễ thành diễn viên điện ảnh hoặc là ca sĩ hoặc là làm một người nổi tiếng, ví dụ như là Lệ Rơi chẳng hạn, cũng là một người chắc chắn là có chòm Mã Khốc Khách đóng ở đâu đấy. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin mong các bạn ủng hộ Tử Vi Việt Nam bằng cách nhấn vào đăng ký và like những video clip nào mà các bạn thấy có ích, và mong các bạn đồng hành cùng Tử Vi Việt Nam để chúng ta sớm có một group tử vi để chúng ta xem và hướng dẫn nhau cách để chúng ta cải mệnh sống cho thuận thiên hơn. Xin chào các bạn.